Để khắc phục tình trạng thiếu máu đang diễn ra trầm trọng tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh, ngay sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, ngành y tế Thanh Hóa đã phát động lễ hội hiến máu tình nguyện Giọt hồng Blue Trắng năm 2024. Lễ hội hiến máu tình nguyện Giọt hồng Blue Trắng năm 2024 được tổ chức tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa ngay trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Chương trình diễn ra trong 2 ngày 15 và 16 tháng 2. Năm nay, tình trạng thiếu máu diễn ra trầm trọng trong những ngày Tết và sau Tết. Do đó, bệnh viện đã tuyên truyền vận động tất cả cán bộ, nhân viên y tế, người lao động đủ điều kiện sức khỏe tham gia hiến máu. Dự kiến có khoảng hơn 1.000 người hiến máu. Đây là năm thứ 6 liên tiếp và tôi tham gia hoạt động hiến máu đầu xuân, Giọt hồng Blue Trắng. Trong năm thì tôi là như các nhân viên y tế khác đều là định kỳ hiến máu 3 tháng một lần. Đây cũng là một dịp rất là vui chào xuân mừng năm mới, nhưng cũng là rất là tự hào khi là một nhân viên y tế tôi cũng góp phần tham gia là cống hiến cho cộng đồng. Chúng tôi đã tổ chức cho cán bộ, viên chức, người lao động hiến máu để cung cấp bổ sung nguồn máu cho ngân hàng máu, phục vụ khám chữa bệnh cho người dân trong toàn tỉnh. Đây là một lễ hội hàng năm được tổ chức thường niên với sự tham gia hết sức là nhiệt tình và nỗ lực của cán bộ, viên chức, người lao động với hy vọng một giọt máu cho đi là một cuộc đời ở lại. Lễ hội hiến máu tình nguyện Giọt hồng Blue Trắng năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 2 đến ngày 23 tháng 2 tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Thanh Hóa. Ban tổ chức đặt mục tiêu huy động hơn 7.000 cán bộ, nhân viên y tế, người lao động tham gia hiến máu, dự kiến tiếp nhận khoảng 1.750 đơn vị máu. Đây là hoạt động thường niên của ngành y tế, góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu trong cấp cứu và điều trị sau Tết Nguyên đán.